cách để gia tăng doanh số chỉ trong 20 ngày. Thưa các bạn, đó là điều có thật. Và ngay bây giờ tôi sẽ phỏng vấn một thành viên của VBCI. Bạn sẽ thấy điều đó là sự thật nha. Xin chào chị Lan ạ. Vâng, xin chào chị. Chị là ai và đến từ đâu thế chị? Vâng, tôi là Lê Lan, đến từ là founder của công ty Nấm Linh Chi Trường Sinh. Chị cho hỏi là tại sao mà chị lại tham gia vào VBCI của chúng tôi? Và điều gì làm chị đắn đo trước khi tham gia là thành viên không? Thực sự thì hơn 10 năm qua là tôi cũng tham gia khá nhiều cộng đồng. Cho nên khi nói đến VBCI thì tôi nghĩ rằng cũng giống như nhiều những cái hiệp hội khác, các nhà hội nhóm khác, và trong khi đó tôi đang tham gia một cái hội nhóm là gần 10 năm. Cho nên là tôi rất là băn khoăn liệu nó có tốt không. Nhưng mà sau khi tìm hiểu thì tôi nghĩ rằng là cần phải có cái thay đổi, cần có những cái năng lượng mới. Và tôi đã quyết định tham gia. Nhưng mà lý do tại sao mà chị lại quyết định tham gia ngay ở VBCI vậy ạ? Và thay đổi một cái mối quan hệ 10 năm của chị đấy? Bởi vì tôi có tham dự một cái buổi, đó là cái buổi mà vinh danh doanh nhân của ngày 12 tháng 10. Và chính cái điều đó tôi dấy lên cái niềm tự hào của tôi là một doanh nhân người Việt. Và ở đấy có những cái giá trị cho những doanh nhân người Việt. Và chính điều đó đã cảm hóa tôi. Và sau cái buổi hôm đấy về sáng sau tôi nộp tiền luôn. Ôi rồi ôi, tuyệt vời quá ha. Nhưng mà chị thân mến, từ khâu mà chị tham gia đến bây giờ là thành viên của VBCI được bao nhiêu lâu rồi ạ? Vâng, tôi tham gia được 2 tháng rồi. 2 tháng, thì trong 2 tháng này chị đã đạt được điều gì mà chị cảm thấy tâm đắc nhất khi tham gia là thành viên rồi? Vâng, khi tham gia thì thực sự là tôi cũng nghĩ rằng là tôi biết khá nhiều. Nhưng mà khi tham gia thì tôi vẫn theo cái năng lượng của VBCI, nó có một cái đặc biệt đó là đốt cháy tất cả mọi người. Và tôi bằng cái này tuổi nhưng mà tôi đi học, học ngày, học đêm, học ngày, học đêm. Và có hôm mà học cả 3 ca trong ngày luôn. Và chính điều đó đã giúp tôi nắm vững các công cụ của VBCI. Từ đó tôi mở ra được rất nhiều những cái mối quan hệ mới. Ở đây tôi cảm nhận cái sự năng lượng, cực kỳ là năng lượng mới. Và có những cái con người mới. Và cứ cuốn tôi đi, chúng ta ở đến đây ấy, nó có một cái điều đặc biệt là cuốn chúng ta đi và chúng ta không có những cái suy nghĩ tiêu cực nào để có cái cơ hội xuất hiện trong chúng ta luôn. Hay quá ạ. Và vậy thì chị cho em hỏi là để mà nói về ba điều tâm đắc nhất ở trong VBCI thì chị tâm đắc nhất ba điều gì? Vâng, ở trong VBCI thì cái hệ thống của mình có là có phát triển này, về doanh nghiệp này, giúp tăng doanh số này. Thứ hai là đào tạo về kiến thức, ở đây có các giảng sư có những kiến thức về thực chiến. Và thứ ba là gia tăng cái mối quan hệ chất lượng. Đặc biệt ở trong này có rất nhiều những cái mối quan hệ chất lượng mà tôi có được. Vâng ạ. Thực ra mối quan hệ chất lượng nó sẽ giúp cho chúng ta gia tăng doanh số ở chỗ đó các bạn. Và điều thứ hai nữa mà chị vừa nói đấy là kiến thức thực chiến của các giảng sư. Bởi vì VBCI chúng tôi đã ký hợp đồng với rất nhiều cái giảng sư, các chuyên gia về đào tạo. Và họ sẽ đến các buổi họp của chúng ta và chia sẻ chúng ta rất là thực chiến để chúng ta gia tăng kiến thức điều hành. Tiếp nữa là không phải chỉ đào tạo ở các buổi họp đâu, mà các chuyên gia, các giảng sư của chúng tôi thì còn cầm tay chỉ việc trong các buổi Zoom nữa. Làm sao mà các bạn làm được thì thôi các bạn ạ. Vâng, chị, thưa chị, vậy thì bây giờ để nhắn nhủ đến tất cả những khách hàng hay là những người mà chưa tham gia là thành viên thì chị sẽ nhắn nhủ điều gì với họ ạ? Vâng, chúng ta là người Việt Nam và chúng ta có niềm tự hào của những người Việt, của những doanh nhân Việt. Vậy thì hãy đến với VBCI để cảm nhận cái điều niềm tự hào đó. Và chúng ta cùng thắp lên những cái năng lượng và chúng ta cùng cầm tay nhau để tiến về phía trước. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và các bạn thân mến, để mà kết thúc video này thì Lan Yến muốn nói với các bạn một cái thông tin vô cùng quan trọng. Đó là cái ý nghĩa mà chị Lan vừa nói đấy. Hãy đến, hãy thắp sáng hào khí doanh nhân Việt, hãy phụng sự cho cộng đồng doanh nhân người Việt. Bởi vì nền kinh tế của Việt Nam cần phải có sự đóng góp và cộng hưởng của tất cả các bạn, những chủ doanh nghiệp. Vậy thì nếu bạn thấy có ý nghĩa, hãy để lại số điện thoại bên dưới để đội nhóm chúng tôi sẽ gọi điện tư vấn hỗ trợ cho bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết video này và hẹn gặp lại khi chúng tôi gọi điện cho bạn. Xin chào. VBCI Việt Nam, hào khí doanh nhân Việt.